Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobac.com. Đây là shop acc của mình, chuyên bán những acc Free Fire, acc liên quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do gaobac tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Gaobac TV trong ngày hôm nay. Thật ra thì đáng lẽ là ngày hôm nay mình cũng có làm cái clip này đâu, nhưng mà kiểu mình nghĩ là mình cũng nên làm một cái clip gì đấy. Bởi vì là thật sự thì so với những cái gì mà các bạn mong ở một YouTuber mà các bạn yêu mến giống như mình ấy, thì có lẽ là ngày hôm nay mình làm cho các bạn thất vọng khá là nhiều. Bởi vì là ngày hôm nay thì mình bắn nói chung là không được tốt lắm. Bây giờ là mình vừa mới đi bắn streamer đại chiến về, và cũng vừa mới mình vừa mới về tới nhà thôi. Mình còn chưa tẩy trang chưa gì hết, nhưng mà mình phải quay clip này đã. Bởi vì là cái gì thì cái, mình làm mình có được ngày hôm nay cũng là nhờ các bạn. Mình phải lên đây để xin lỗi các bạn trước, rồi làm thì làm sau. Ngày hôm nay mình đứng bét bảng. Thật sự ngày hôm nay mình đứng bét bảng, nhưng mà thực ra là mình không có buồn. Bởi vì là ngay từ đầu khi mà mình tham gia giải này, mình cũng chỉ tính là tham gia cho vui thôi. Bởi vì mình biết đấy, so với cái việc mà để mà ngồi ném lựu đạn hoặc là đấm nhau hay là bắn AWM, thì nói thật sự thì các bạn trước kia các bạn cũng coi kênh mình nhiều, các bạn cũng biết là mình những cái đấy mình rất là dở. Và thậm chí bắn thường mình cũng chả có kỹ năng bằng người ta. Thế cho nên là mình biết là ngay từ đầu mình sẽ thua rồi. Bởi vì là kể cả điểm giải lần này, điểm 3 vòng MV thì team mình cũng là team thấp nhất. Mình biết là mình bất tài cho nên là team mới thất bại như thế. Nhưng mà mình muốn xin lỗi các bạn trước. Rồi các bạn thích chửi gì cũng được. Bởi vì là mình đã từng quay một clip mình khóc lúc mà mình top 12 của đấu trường sinh tồn năm ngoái ấy. Thì thực sự là cái thời điểm đấy ấy, mình cũng bị chửi rất là nhiều. Người bảo là mình giả tạo, có người thì bảo mình thất bại rồi cứ xin lỗi hoài. Nhưng mà thật sự ấy, mình biết mình gà, mình biết mình yếu, nhưng mà mình không thể nào bỏ mặc được. Có những cái mình bắt buộc mình phải quay lên để mình xin lỗi các bạn. Bởi vì là mình cũng rất là tủi thân ấy. Thật ra là mình không muốn những người mà họ yêu mến mình họ phải buồn như thế. Nhưng mà thật ra mình gà lắm mọi người. Mình thật sự mình gà lắm, mình không có bắn được đâu. Ngay từ lúc mà tham gia giải đấu này ấy, mình đã biết là mình sẽ không bắn được cái giải này rồi. Nhưng mà nói gì thì nói thì mình phải tôn trọng các bạn trước, phải có một lời xin lỗi. Nếu không thì FGB của mình sẽ thất vọng về mình lắm. Nên là nếu như mà các bạn anti-fan ngày hôm nay mà các bạn xem được clip này ấy, thì mong rằng là mà mình cũng chả cần mong nữa cơ. Chắc là mọi người cứ chửi đi, chửi cho thoải mái mọi người, chứ không bản thân của mình ấy. Thì mình nghĩ là như vậy, mình thất bại nhiều như vậy ấy, thì mình tất nhiên là mình sẽ mất rất là nhiều những người họ yêu quý mình. Giống như ngày hôm nay thì một phần mình quay clip này cũng bởi vì là ngày hôm nay mình nhận được một tin nhắn của một bạn chửi mình là sao mày bắn gà thế, tao hối hận vì đã làm fan của mày bao lâu nay. Thì mình biết mình gà mà, mình có nói gì đâu. Nhưng mà các bạn xem kênh mình đấy rồi thì các bạn cũng biết là mình gà mà. Bị nhận tin nhắn, nói chung cứ lần nào cũng thế. Chắc từ nay về sau mình cũng dám tham gia giải đấu nữa đâu. Bởi vì năm ngoái một lần mình đã từ bỏ luôn vị trí huấn luyện viên mà mình xây dựng bao nhiêu năm rồi, cũng bị anti fan. Chắc là sau ngày hôm nay thì mình không dám tham gia giải.
Mặc dù là giải streamer là một cái gì đó nó rất là tốt đối với các streamer, nó giúp cho các streamer PR hình ảnh các kiểu, giúp các bạn biết đến mình nhiều hơn, nhưng mà mình nghĩ dạo gần đây view của mình rớt rất là nhiều. Và mình bất chợt mình nghĩ là mình có lẽ là đã tới một lúc nào đấy mình có vẻ như là đã hết thời, và tới thời điểm bây giờ mình chỉ có lẽ là mình sẽ chỉ giữ lại những bạn fan cứng của mình thôi, và người ta, những người còn lại họ muốn đi đâu thì họ đi, còn mình không thể giữ được hết tất cả mọi người lại. Bởi vì là bản thân mình là một thằng đã bất tài, và bây giờ người ta, các YouTuber khác người ta bắn giỏi, người ta bắn hay, còn mình suốt ngày chỉ có yêu đương tấu hài thì làm sao mà để cho các giữ các bạn lại được. Khóc, hôm nay không khóc. Hôm nay không khóc được giống như lần trước được. Khóc người ta cười cho vào mặt. Nhưng mà buồn hả? Tất nhiên là buồn thì mình vẫn buồn, nhưng mà mình phải xin lỗi các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay mình làm clip, mình quay clip chủ yếu là để xin lỗi các bạn fan cứng của mình thôi. Còn những mà bạn mà không yêu mến mình, hoặc là những bạn mà kiểu ghét bỏ mình, thì là chắc là các bạn có thể out clip này cũng được, bởi vì chả xứng đáng để cho các bạn out đâu, chả xứng đáng để cho các bạn xem đâu. Thật ra là ngày hôm nay mình đúng, hôm nay mình buồn. Không, bây giờ mình sẽ nói là tại sao mà hôm nay mình bắn không được. Thứ nhất là về số điểm thì ngay từ đầu ấy, đội của mình đã thua rồi. Đội mình chỉ có 25 điểm thôi. Và cái đó cũng là do mình thật sự là dạo gần đây mình không thể nào mà reaction một clip cho nó thật hay để rồi. Bởi vì là thật sự là dạo gần đây kênh của mình bị mất đề xuất, mình không có reaction và mọi người không biết tới cái clip MV của team mình nhiều, mà mình còn là đội trưởng nữa. Thế cho nên là khi mà mình thấy như thế thì mình đã nghĩ được một cái điều là chắc là mình vào giải này mình sẽ không bắn ai hết. Thật sự là đúng 10 trận đó mình chỉ giết đúng một người, và đó là Cao. Bởi vì cái lúc đấy mình với cô Ngân kiểu hai vợ chồng đi tem úp ấy, thì bởi vì là giải đấm nhau mà vui vẻ mà, cho nên là không, người ta không có cấm tem úp, cho nên là hai vợ chồng mình giỡn giỡn với nhau, thì Cao vô tình giết cô Ngân, thì lúc đấy mình kiểu mình lại mình cũng đấm rồi vô tình Cao chết. Nói chung là thật sự mà nói thì ngay từ đầu bọn mình đã thất bại rồi, ngay từ đầu mình đã thất bại rồi, thì không có lý do gì mà ngày hôm nay mình có thể bưng chiếc vô địch về. Xin lỗi vì đã nuôi hy vọng cho các bạn rất là nhiều người hy vọng mình vô địch, rất là nhiều người chú ơi chú cố lên nhé, cô ơi cô cố lên nhé, nhưng mà thực ra có lẽ là mình không cố được các bạn ạ, mình thất bại rồi, mình thất bại rồi. Mặc dù các bạn yêu mến mình đến đâu thì mình cũng không làm được cái điều này nữa. Mình thật sự là nếu như mà ngày hôm nay mà vô tình mình lấy được chức vô địch đi, mà nếu như mà mình cảm thấy là thật sự là mình không muốn giết ai trong cái giải đấu này cả, bởi vì ngay từ đầu người ta theo team mình là người ta đã sai rồi. Mình không có giỏi như những người khác là sẽ làm được cho team được một cái giải đấu thật là tốt, tức là một cái vòng thật là tốt. Bởi vì là thật sự tới bây giờ có lẽ thật ra là team mình có rất là nhiều người giỏi, Ma cũng giỏi, Hải Đăng cũng giỏi, nhưng mà không có đủ tiền đề để cho người ta lấy chức vô địch. Cho nên là với cương vị một người đội trưởng ngày hôm nay, mình thực sự là mình không dám lấy. Kể cả mình ngày hôm mình không thể lấy chức vô địch, nhưng mà kể cả mình có bắn thật là hay đi nữa thì mình cũng không dám lấy chức vô địch trong ngày hôm nay. Mình xin lỗi các bạn. Đây là một giải đấu vui vẻ. Nói chung là mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là ngày hôm nay mình bị chửi rồi, cho nên là ai muốn chửi mình thì cứ vào chửi thoải mái thôi. Bởi vì là mình không biết làm sao để cho người ta vừa lòng được nữa rồi. 3 năm nay mình cố gắng, 2 năm nay mình cố gắng, nhưng mà người ta đâu có biết đâu. Thế cho nên là bây giờ mình chỉ yêu những người họ theo dõi mình và họ cảm thấy là họ theo mình vì không phải vì kỹ năng, họ xem mình vì không phải vì mình bắn hay. Bởi vì thực sự
Thằng Cao Bạc là cái thằng gà nhất trong giới streamer Free Fire, và nó cũng là cái thằng mà kiểu nói sao nhỉ, nó vừa gà, nó vừa ngu, nó vừa bất tài. Xin lỗi, cũng xin lỗi các bạn streamer khác, bởi vì là thực sự là các bạn vào team mình thì có thể là sau clip này thì sẽ rất là nhiều người nói chửi này nọ, nhưng mà mình hy vọng là các bạn phân cứng của mình, không có chửi mình. Mỗi lần tham gia giải đấu là một nỗi buồn. Có thể là rất nhiều bạn hỏi ủa sao cái thằng này nó tham gia giải đấu nó toàn thua, bởi vì thực sự đối với bản thân mình ấy, mình có một niềm đam mê Free Fire rất là lớn, thậm chí là đã có những người họ thuê mình về để livestream game khác rồi, nhưng mà mình không thể nào chấp nhận được cái điều đấy, bởi vì mình thực sự mình yêu mến con game này. Mình cũng thấy người ta chửi con game này mình cũng buồn, nhưng mà thực sự với các bạn là mình không làm được gì hết, mình thấy người ta chửi thì mình chỉ biết vậy thôi. Sau ngày hôm nay thì mình, ai chửi mình cứ chửi, ai yêu mình thì mình cảm ơn. Mình cảm ơn. Mình xin lỗi là clip này có lẽ là mình dừng lại đây thôi, chứ còn nếu mình nói nữa thì mình đã quyết tâm là clip này mình không khóc rồi. Mặc dù có vài đoạn mình rưng rưng nước mắt, nhưng mà có lẽ là mình clip này mình dừng tại đây thôi, chứ còn nói nữa là mình khóc ấy. Cảm ơn tất cả mọi người.